gục Chelsea, Liverpool đăng quang cúp Liên đoàn Anh. Ronaldo có hành động phản cảm sau trận thắng trước Al Sabab. Huấn luyện viên Chukwueze trực tiếp sang Nhật Bản xem Công Phượng thi đấu. Rạng sáng mai, ngày 27 tháng 2, trên ứng dụng VTV Cup On sẽ phát sóng trực tiếp các giải vô địch quốc gia châu Âu với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa AS Roma gặp Torino trong khuôn khổ vòng 26 Serie A vào lúc 0:30. West Ham sẽ tiếp đón với Brentford vào lúc 3:00 sáng. Cả hai trận đấu sẽ được phát sóng trên kênh Off Football. Kính mời quý khán giả đón xem. Hạ Chelsea ở hiệp phụ, Liverpool lên ngôi vô địch cúp Liên đoàn Anh. Ở trận chung kết cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2023-2024 kết thúc vào rạng sáng nay, Liverpool và Chelsea trải qua kịch bản giống hệt hai lần đối đầu với chung kết gần nhất, khi hòa không đều sau hai hiệp chính. Đó là 90 phút giàu cảm xúc khi hai đội có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng đều không tận dụng thành công. Các chân sút của Chelsea và Liverpool bị từ chối ít nhất 4 bàn thắng theo những cách khác nhau bởi công nghệ va và cột dọc. Bước vào hiệp phụ, dù Liverpool phải chơi với đội hình nhiều cầu thủ trẻ nhưng bất ngờ cuột khởi và tạo ra nhiều pha hãm thành. Để rồi, bước ngoặt đến ở phút thứ 118 khi Virgil van Dijk ghi bàn quyết định trận chung kết sau quả phạt góc của Tsimikas. Chiến thắng 1-0 giúp Liverpool lần thứ 10 giành cúp Liên đoàn Anh, duy trì vị thế giàu truyền thống nhất giải đấu. Đây là danh hiệu thứ 51 của đội bóng vùng Merseyside và là thứ 8 dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp trong mùa giải cuối cùng của chiến lược gia người Đức ở sân Anfield. Real Madrid thắng nhọc, Paris Saint-Germain thoát thua phút chót. Real Madrid có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Sevilla ở La Liga. Dù được đá trên sân nhà, nhưng thầy trò huấn luyện viên Ancelotti đã phải trải qua trận đấu đầy vất vả. Các cơ hội ghi bàn lần lượt trôi qua đáng tiếc trước mũi giày của Vinicius và các đồng đội. Phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng với cú sút xa xuất thần của lão tướng Modric, Real Madrid mới giành được chiến thắng tối thiểu 1-0. 3 điểm từ trận này giúp Real Madrid sở hữu 65 điểm, tạm thời bỏ xa Barcelona 8 điểm. Trong khi đó, Paris Saint-Germain trải qua trận đấu khó khăn hơn dự kiến trên sân của Rennes. Phải nhờ đến pha kiến tạo trên chấm phạt đền của Gonzalo Ramos ở phút thứ 90+7, đội bóng này mới có được trận hòa 1-1 ở vòng 23 Ligue 1. Ronaldo có hành động phản cảm sau trận thắng trước Al Sabab. Sau khi Anderson Talisca ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho Al Nassr, Ronaldo đã ăn mừng đầy phấn khích. Siêu sao người Bồ Đào Nha hướng về khu vực khán đài của câu lạc bộ Al Sabab và tái hiện màn ăn mừng phản cảm trong trận Juventus gặp Atletico tại Champions League năm 2019. Chưa dừng lại ở đó, cổ động viên còn ghi lại thêm nhiều hành động của Ronaldo sau tiếng còi mãn cuộc. Cựu sao của MU đặt hai tay lên tai để đáp trả hành động người hâm mộ hô vang tên của Messi. Ngoài ra, CR7 còn thực hiện một hành động khó hiểu khác khi dạng hai chân và liên tục đưa tay lên xuống. Theo truyền thông của Ả Rập Xê Út, Al Sabab đã gửi đơn khiếu nại lên ban tổ chức Saudi Pro League kèm theo đoạn video bằng chứng để yêu cầu án phạt cho Ronaldo. Một nhà báo người Ả Rập cho biết Ronaldo ăn mừng vô đạo đức và phải chịu trách nhiệm về hành động này. Ronaldo và đồng đội sẽ gặp Al Ham ở vòng 22 vào ngày 1 tháng 3. Nếu giành chiến thắng ở vòng đấu tới, Ronaldo sẽ đạt cột mốc 800 trận thắng trong sự nghiệp. Huấn luyện viên Chukwueze trực tiếp sang Nhật Bản mở cửa trở lại đội tuyển với Công Phượng. Vào tối ngày 25 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cập nhật thông tin cho biết nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Philippe Chukwueze đã trực tiếp sang Nhật Bản để theo dõi, kiểm tra phong độ của Công Phượng. Tiền đạo này đang khoác áo câu lạc bộ Yokohama ở J-League 2 mùa giải 2024. Ở trận khai màn J-League 2 gặp câu lạc bộ Renova Yamaguchi, Công Phượng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng tiền đạo này đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu dành cho đội hình B của hai đội. Huấn luyện viên Chukwueze kỳ vọng Công Phượng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để có cơ hội thi đấu thường xuyên tại J-League và trở lại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, huấn luyện viên Chukwueze đã phân công các trợ lý chia nhau dự khán các trận đấu tại V-League để theo dõi sự thể hiện của các cầu thủ trong danh sách của đội tuyển Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung vào lực lượng của đội tuyển. Tiền vệ Tuấn Anh có nguy cơ vắng mặt trước trận đấu với Indonesia. Tại vòng 10 V-League 2023-2024, đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai được đăng ký nhưng không vào sân trong trận hòa trước câu lạc bộ Quảng Nam. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết Tuấn Anh dính chấn thương đầu gối và nhiều khả năng
phải hết lượt đi V-League, tiền vệ này mới có thể bình phục hoàn toàn. Lượt đi của V-League năm nay sẽ kéo dài đến hết vòng 13, kết thúc vào ngày 9 tháng 3. Từ nay đến thời điểm đó, nhiều khả năng tiền vệ Tuấn Anh sẽ không được sử dụng. Đây là thông tin không vui chỉ với cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai mà còn với đội tuyển Việt Nam. Bởi lẽ, sau khi lượt đi của V-League khép lại, tuyển Việt Nam cũng sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 với hai trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Dù đến thời điểm đó, Tuấn Anh đã bình phục chấn thương thì vẫn chưa thể chắc chắn về khả năng anh được huấn luyện viên Chu Xie triệu tập. Nhà cầm quân người Pháp thường không sử dụng các cầu thủ vừa hồi phục chấn thương. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại từ ngày 12 tháng 3 để chuẩn bị cho hai trận đấu với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026, lượt đi ở trên sân của Indonesia vào ngày 21 tháng 3 và lượt về tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3.